Chín con rồi. Chín con mà không có hình. Con đâu tiêu rồi. Chích hai cá luôn tiêu vậy. Đâu có tâm đầu tiên. Quá đầu đi chứ. Thì quái rồi nồi. Muốn quay mà không quay tới giờ cô lên tôm rồi mới thấy là không quay. Dính 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 rồi. À, giật nè. Đó là giật. Đó, giật 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 nè. Quay đồ tôm bự gì trời. Chính này chắc khỏe quá mấy đồng chí. Rồi đốc tiêu rồi. Rồi còn. Chẳng tiền chỉ mua được đâu con tôm lột. Có con gì trên đây ta? Bu trên con mấy nè. Hộp đó. Quay hồi trong mặt luôn. Ăn
là gì ta? Nàng yếu nãy giờ mấy con dạ. Bữa nhóc gần này ăn xìu bữa giờ này nóng rồi nó tí bao nhiêu ờ nhỏ xíu giờ bạn bữa nay còn dính tiếp cái phần nhỏ còn không đi dạ hôm nay xíu thừa dính ít mà còn dính tầm nhỏ nó này nó tím nửa ký quá dạ không có con nào nó càng quýnh ra nó càng giống hả ơi xuống đá thì cầu bắt mát quá. Ngoài kiếm mớ tôm cho con quà thì khó à. Biết chứ tối mới biết. Giờ nó mang thối rằng lại sao? Đâu. Xíu không? Em ngủ tinh thần nhau hay gì á? Dạ. Nó mới cho mày này. Mớ mà. Dính gì con ăn bánh bao đi đỡ buồn. Từ từ ăn bánh bao cho đỡ buồn. Dạ mấy con rồi ta. Mèo hả? 2, 4, 5, 6 con. 6 con. Câu 1 tiếng đồng hồ, 6 con. Mình đang ngậm câu đủ chút xíu.
nào sao tôi ngon mà 1 tiếng đồng hồ. Cứ ngày câu 10 tiếng được là 60 con. Câu cơm không khó. Cứ ngồi ngày 10 tiếng là có 60 con. Không biết con gì, con cá, con tôm hay con cá Úc mà thì không biết. Biết có không chị nó nặng nó lết chi thịt ồ hết màu rồi. Màu là đi tấp màu rồi. Dính nữa, dính nữa. Dính nữa. Gấp gáp gì không biết. Cơm nó còn đó nha đâu. Mắt mắt cũng như mắt khi xong rồi câu dính lại. Đó đó đó. Chạy không? Không. Tôm nhỏ thì tôm vừa vừa không có tôm nhỏ. Ê. 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 Ủa, càng nó tiêu rồi. Tôm con càng hả? Là bữa chú ăn chay chú không ăn nó được. Xong rồi cái gì thì đủ đi đứng rồi ăn bánh luôn mà kia không dám ăn. Đâu gặp tao ăn nó ăn bánh trong lúc nhỏ thì lại dịch dòm gì đó. Chép 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 đi. Á tao thấy gì tao biết cũng hồi lúc đó đủ lần dùng. Thế sao giờ? Cái gì đâu? Cái tiền nhớ cho cha mẹ. Đi vô đội bò gửi tiền nghe đi làm hay dữ ha. Mày mất đi gửi vô nữa. Sen con bà Dũng gì đó nó đi nó vô tiền được. Sen nào? Sen con bà Dũng thằng Sen đen đó. Anh Sen á. Nó vô gần á. Mày biết nó đi làm nấu ăn cái gì? Ừ, nấu ăn. Có gửi gì không à? Nó là không có gửi nhưng mà nó không có xài tiền ba mẹ nó không có tiền hết. Thì không có gửi thì vô đó nó làm trong đó. Nó không có thiếu nợ. Gửi gì đâu. Má thằng Sen mắc cười dưới chổng nó đâu kêu dây cuộn mà. Dính thúi đụ má. Người ta mới vô người ta uống chai xì tim đúng không, người ta gót vô là một lần nửa chai nửa liền tao uống xong người ta gót chừng hai lần là hết trơn chai xì tim rồi, còn nó đủ có một chai xì tim uống đủ hai tiếng một hết nó gót đủ mà nó gót lần chừng nắp tay à chừng được là một nắp của cái ly à xong rồi nó uống rồi hỏi sao rồi mày không gót hết mày uống mẹ uống kỳ cục á mày uống gì đụng mày gót hết nó lại nó uống không ngon gót gì đụng nó giữ nguyên cái độ ngọt của nước uống mới ngon xong nó uống hồi đụng hết đá mà chạy vô trong cái tiền nó xúc xúc đá đá đâu tốn tiền không đá kêu như uống hết là vô xúc giữ rồi mua rồi mới tốn tiền vô độ mới vô xúc đá xong gót uống tiếp độ mới đưa tao uống hết trong kiêu ly chai chai mới thì độ mới nó ngồi trong chai nó hoài nhưng mà nó gót đồ uống vậy là mới ngon rồi kêu nó giặt lượng mà đủ quá nó nhét như lắm vậy nó mới sợ cho nó vậy ta có bộ sợ chú Huy chửi á sợ trong cái chưa nó không dám làm gì á đi đứng mà không dám quậy không dám nhậu vậy đụ mới tới chừng xài điện thoại không dám xài đụ mới đi hù một cái đụ mới đem điện thoại ghế về nhà kêu đâu điện thoại đâu xài điện tin vậy xài bấm nút không xài bấm nút mà suốt ngày cầm khẩu bấm nút đụ điện về tăng 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 từ đó làm gì nè cơ bộ ngồi câu đêm mà câu chiều giờ không có dính gì đâu giờ tao câu đêm rồi câu đêm coi có ai nhà dính được con hả ăn lơi nhơi trời. Nhanh lên ăn như người lớn ăn lơi nhơi